tay với bạn bè Nam Châu cùng xây dựng nền hòa bình bền vững và lâu dài. Chương trình Điện Biên Điểm Hẹn Hòa Bình xin chính thức khép lại tại đây. Một lần nữa, ekip thực hiện chương trình xin cảm ơn sự hiện diện của các vị khách quý. Xin cảm ơn Đại lãnh đạo tỉnh Điện Biên cùng các đơn vị đã phối hợp cùng chúng tôi để thực hiện chương trình này, và đặc biệt dành lời cảm ơn trân trọng đến những vị khách quý của chúng tôi, đến với những cựu chiến binh, những chiến sĩ của Điện Biên Phủ năm xưa đã đến với Điện Biên hôm nay. Và cảm ơn tất cả những khán giả của thành phố Điện Biên Phủ đã có mặt cùng chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay. Xin trân trọng cảm ơn và xin chào tạm biệt. Thank you.
việc nào.